giả chữ ký chồng, chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng của nhiều người. Ngày 20 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Hồng Thu, sinh năm 1977, trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Nguyễn Ngọc Hiền, sinh năm 1967, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ ngày 20 tháng 9 năm 2017 đến ngày 4 tháng 8 năm 2018, Lê Thị Hồng Thu đã lợi dụng và lấy tư cách pháp nhân của công ty cổ phần Đại Tín nói dối với Trần Thị Phượng, Huỳnh Thị Thanh Tâm, Huỳnh Thị Băng Sương và Bùi Thị Băng Tuyết là có đất nền tại dự án khu dân cư Vĩnh Liêm, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định để bán. Bốn bị hại nêu trên tin tưởng rồi lập hợp đồng hợp tác góp vốn thực hiện dự án, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhận phân chia nền đất và hợp đồng nguyên tắc hình thành trong tương lai, lập 10 phiếu thu tiền của các bị hại và ký giả chữ ký của Lê Văn Bé, chồng của bà Thu, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Tín và phiếu thu tiền thu tổng cộng, với số tiền là 34.485.720.000 đồng, nhưng không tiến hành giao đất mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Tại phiên tòa, đại diện luật sư các bị hại cho rằng ông Lê Văn Bé trong thời gian dài không có mặt ở công ty, các văn bản ký gửi sở ban ngành, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, phiếu thu đều được bà Thu, vợ ông Bé, ký giả chữ ký mà ông Bé không hề biết và không liên quan là điều hết sức bất hợp lý. Trước đó, ngày 9 tháng 5 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định ra quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự Lê Thị Hồng Thu, Nguyễn Ngọc Hiền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ vai trò trách nhiệm của ông Lê Văn Bé trong việc quản lý con dấu của công ty để cho Lê Thị Hồng Thu ký giả chữ ký và đóng dấu tròn, dấu chức danh, dấu tên Lê Văn Bé nhằm chiếm đoạt tiền của các bị hại, có dấu hiệu đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hay không. Về vấn đề này, cơ quan điều tra đã làm việc với ông Lê Văn Bé và cho rằng, tại văn phòng công ty cổ phần Đại Tín là nhà ở của vợ chồng Bé, Thu nên khi xảy ra vụ án, con dấu được để tại văn phòng công ty không giao cho bất kỳ cá nhân nào quản lý, cất giữ. Hơn nữa, thời điểm này ông Lê Văn Bé không thường xuyên có mặt tại công ty, nên việc Lê Thị Hồng Thu ký giả chữ ký của Lê Văn Bé và đóng dấu tròn của công ty cổ phần Đại Tín, dấu chức danh, dấu tên Lê Văn Bé trên các hợp đồng hợp tác góp vốn và phiếu thu tiền của các bị hại thì ông Bé hoàn toàn không biết và cũng không có tài liệu chứng cứ nào để xác định Lê Văn Bé đồng phạm với bị can Lê Thị Hồng Thu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng không thu thập được tài liệu, chứng cứ gì để xác định Lê Văn Bé có bàn bạc, chỉ đạo hoặc đồng tình với Lê Thị Hồng Thu thực hiện tội phạm. Mặt khác, việc quản lý con dấu của công ty cổ phần Đại Tín là doanh nghiệp ngoài nhà nước và công ty tư nhân. Trong giai đoạn này, chưa có văn bản pháp luật nào quy định buộc công ty tư nhân quản lý con dấu không chặt chẽ để người khác sử dụng sai thì phải chịu trách nhiệm hình sự. Do vậy, không có cơ sở để xem xét về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với ông Bé. Đối với Nguyễn Ngọc Hiền là kế toán trưởng của công ty cổ phần Đại Tín, biết rõ Lê Thị Hồng Thu không giữ chức vụ gì trong công ty nhưng vẫn giúp sức cho Thu ký tên ở mục kế toán trưởng trên 8 phiếu thu tiền mua đất, tạo lòng tin cho các bị hại Trần Thị Phượng, Huỳnh Thị Thanh Tâm, Huỳnh Thị Băng Sương do công ty Đại Tín lập để cho Lê Thị Hồng Thu thu tiền mua đất của các bị hại nêu trên, rồi chiếm đoạt số tiền 33.092.625.000 đồng, nên Nguyễn Ngọc Hiền phải chịu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản về vai cho đồng phạm giúp sức và phải chịu trách nhiệm trên số tiền mà Thu chiếm đoạt là 33.092.625.000 đồng. Sau khi nghị án, xem xét các tài liệu chứng cứ trong vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thị Hồng Thu, sinh năm 1977, trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, 19 năm tù. Nguyễn Ngọc Hiền, sinh năm 1967, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, yêu cầu bị cáo Lê Thị Hồng Thu khắc phục 2/3 số tiền chiếm đoạt. Công ty cổ phần Đại Tín khắc phục 1/3 số tiền cho các bị hại Trần Thị Phượng, 16.539.025.000 đồng, Huỳnh Thị Thanh Tâm, 10.603.600.000 đồng, Huỳnh Thị Băng Sương, 5.950.000 đồng và Bùi Thị Băng Tuyết, 1.393.095.000 đồng.